Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất ngay từ những ngày đầu năm. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bảo vệ an toàn cho trẻ tại các trường mầm non. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 29 tháng 2, mặt trận Tổ quốc huyện Quan Hóa đã khai mạc đại hội lần thứ 15 Nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Quan hóa đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ 14, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân có nhiều chuyển biến rõ nét. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng đi vào thực chất, hoạt động giám sát được triển khai thực hiện bài bản. Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương dân chủ cử 56 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2024-2029 và cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 15. Sáng nay ngày 29 tháng 2, huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, ban chỉ đạo 138 huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị cấp huyện, chính quyền các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng công an triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tội phạm lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường được thực hiện quyết liệt, nghiêm minh. Công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở được xây dựng và hoạt động có hiệu quả năm 2024, Ban chỉ đạo 138 huyện Thọ Xuân sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phòng ngừa, quản lý tốt địa bàn, đối tượng, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm nhằm kiềm chế và làm giảm tội phạm về trật tự xã hội. Tiếp tục làm mới nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Sáng nay ngày 29 tháng 2, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01 và số 02 về nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến hết năm 2023, tổng dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành 01 và 02 tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 18.410 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành 01 qua kênh hộ nông dân là 11.556 tỷ đồng. Cho vay theo thỏa thuận liên ngành 02 qua kênh hội liên hiệp phụ nữ là 6.854 tỷ đồng. Chất lượng tiến dụng luôn được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,04% tổng dư nợ. Đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành 4.838 tổ vay vốn với hơn 142.000 tổ viên. Người tham gia vay vốn theo thỏa thuận liên ngành 0102 được bình xét vay vốn tại tổ, giải ngân thu nợ, thu lãi qua tổ lưu động và qua các điểm giao dịch xã. Đã góp phần tiết kiệm được chi phí đi lại và được tiếp cận nguồn vốn vay thuận tiện, dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thỏa thuận liên ngành 0102, các cấp hội nông dân, phụ nữ còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều chương trình tập huấn, chuyển giao khoa kỹ thuật, từ đó, hỗ trợ người dân vay vốn xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh khả thi, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh để mạnh thực hiện thỏa thuận liên ngành 0102, mục tiêu phấn đấu dư nợ cho vay thông qua tổ vay vốn tăng trưởng từ 7% trở lên, số tổ vay vốn xếp loại A đạt 98% trở lên và tỷ lệ nợ xấu giảm xuống dưới 0,2%. Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ nhà ở xã hội. Với nỗ lực của các nhà đầu tư, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 1.800 căn hộ. Các dự án nhà ở xã hội cùng không đủ cầu, cho thấy sự phát triển nhà ở xã hội đang đáp ứng đòi hỏi thực tế. Hiện nay, khu nhà ở công nhân khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long đã có 246 căn hộ hoàn thành và có chủ. Công ty đang tiếp tục xây dựng tòa nhà số 3 với 123 căn Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024. Còn tại phường Quang Thắng, một khu nhà ở xã hội cũng đã hình thành với tổng số căn hộ sẽ xây dựng là 423 căn. Trong số đó có 282 căn đã xây dựng xong. Số còn lại, chủ đầu tư cũng dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Đây là hai dự án mà Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đăng ký với Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành trong năm 2024 với 264 căn. Ngoài ra, còn có 432 căn hộ ở các dự án đang xây dựng trong năm nay, gồm nhà ở xã hội tại phường Quang Thắng do công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thành 1 làm chủ đầu tư và dự án nhà ở xã hội tại phường Quang Thành do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng hợp lực làm chủ đầu tư. Hiện tại về chất lượng tôi nhìn thấy là như tập đoàn đang phát triển là không thua kém về nhà ở thương mại. Người dân... Và công chức, công nhân viên chức được hỗ trợ vay vốn nên là giá thành của nhà ở xã hội nó có thể nó giảm đi. Thì tập đoàn đang cố gắng xây dựng hai dự án còn lại để người dân có, có được cái nhà ở sớm nhất. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa còn 5 danh mục dự án nhà ở xã hội đang lựa chọn chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội không nhiều. Ngoài ra, việc chấp thuận chủ trương đầu tư phải phù hợp các quy hoạch chung quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cũng là những rào cản cần phải có những biện pháp tháo gỡ để thanh hóa cùng với cả nước xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân tại khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Ngay sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quay trở lại hoạt động với tinh thần khẩn trương nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm 2024. Để thực hiện mục tiêu sản xuất trên 200.000 tấn phân bón trong năm 2024, tăng hơn 50.000 tấn so với năm ngoái. Ngay khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, tất cả các bộ phận sản xuất của công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Đông đã trở lại hoạt động với mục tiêu phát triển các sản phẩm tốt hơn, đẹp hơn, rẻ hơn. Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa hiện có 10 nhà máy may đang hoạt động với trên 10.000 công nhân. Ngay từ đầu năm, doanh nghiệp này đã ký được các đơn hàng lớn nên không khí sản xuất đã sôi động ngay từ đầu năm mới. Năm 2024, Tập đoàn Tiên Sơn sẽ tiếp tục xây dựng và đưa vào hoạt động thêm 3 nhà máy may với mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 15% so với năm 2023. So với cùng kỳ năm ngoái thì năm nay cái khí thế ra quân của các cái doanh nghiệp may nội chung và đặc biệt là tập đoàn Tiên Sơn chúng tôi là rất là phấn khởi. Và kinh dịp độ sản xuất thì ngay từ buổi đầu tức là ngày 15 tháng 2 năm 2024 tức là ngày mùng 6 Tết ấy thì đồng loạt là 10 nhà máy đều ra quân với cái khí thế rất là phấn khởi. À người lao động là đến đạt 95 96% lao động, còn nhà máy đã đạt 100%. Với những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ đầu năm đến nay có nhiều khởi sắc đây sẽ là tiền đề để tỉnh Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 11% trở lên trong năm nay. Hiện nay, nhiều bệnh truyền nhiễm ở trẻ em như thủy đậu, sốt virus, tay chân miệng đang gia tăng. Để dịch bệnh không lây lan trong trường học, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trên địa bàn huyện Thọ Xuân có 33 trường mầm non với gần 12.000 học sinh. Xác định trong môi trường lớp học bán chú khi có một trẻ em bị nhiễm bệnh nhất là các bệnh truyền nhiễm sẽ rất dễ lây lan ban giám hiệu các nhà trường đã quán triệt đến toàn thể giáo viên phải tăng cường trao đổi với phụ huynh chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ mỗi ngày kịp thời phát hiện những trường hợp trẻ mắc bệnh để có biện pháp cách ly việc vệ sinh trường lớp học đồ dùng bán chú đồ chơi của trẻ được thực hiện thường xuyên bên cạnh đó các nhà trường cũng tăng cường giáo dục cho trẻ về vệ sinh cá nhân Phòng giáo dục đã chỉ đạo các trường mầm non chủ động phối hợp với trạm y tế các xã thị trấn thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc cái việc khử khử khuẩn và làm khám sức khỏe định kỳ cho trẻ. Hiện nay nhiều bệnh truyền nhiễm đã có vaccine phòng bệnh, tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. Vì vậy, các nhà trường cũng đã phối hợp với phụ huynh và ngành y tế ra soát tiền sử tiêm chủng, tổ chức tiêm bù vaccine cho trẻ bản tin cuối ngày của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại